Những ngày này, văn phòng của công ty Sky Mining lúc nào cũng có những nhóm nhà đầu tư tìm tới, mặc dù văn phòng này đã đóng cửa. Trong số các nhà đầu tư này, có người đã đầu tư hơn nửa triệu đô la Mỹ vào Sky Mining. Không ít nhà đầu tư đã không do dự bỏ số tiền vào Sky Mining bởi vỏ bọc quá hoàn hảo của công ty này. Nhà xưởng, máy đào ra tiền ảo, kèm theo sự cam kết lợi nhuận lên đến 300% mỗi năm. Với gói 5.000 đô, mỗi ngày công ty sẽ trả lợi nhuận cho nhà đầu tư từ 40 đến 50 đô la Mỹ. Con nhỏ lau công, lau nhà đây nè, lau nhà cho cái công ty này, cho ông Tâm này nè. Dành dụng vay mượn hết lén lút bà con dòng họ được 3.000 đô là nó tính bằng 75 triệu. Đưa cho ông Tâm xong là mất hết luôn, tháng này không có lương luôn nữa. Tiền mà người ta là ảo là mình không thấy, còn cái này thấy thực tế xưởng máy hoạt động đàng hoàng thì máy kiếm được tiền, thì mình nhà chủ đầu tư kiếm được tiền và nhà đầu tư được hưởng theo cái đó, cho nên là mình mới tin, chứ không phải là không thấy không tin như những cái sàn khác. Sau khoảng thời gian từ tháng 6 đến nay, các nhà đầu tư không ai nhận được một đồng tiền nào từ Sky Mining. Trong một cuộc hội thảo hồi tháng 6 của công ty, các nhà đầu tư đã đặt ra nghi vấn này. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, ông chủ của công ty đã mở máy tính cho các nhà đầu tư xem tài khoản với số tiền lên đến 36 triệu đô la Mỹ. Và số tiền này đã hoàn toàn trấn an được các nhà đầu tư. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện giờ, công ty Sky Mining đã đóng cửa, nhà xưởng đào tiền ngừng hoạt động. Ông chủ cũng mất liên lạc, mang theo một số tiền không hề nhỏ của các nhà đầu tư. Hiện một nhóm nhà đầu tư đại diện cho khoảng 500 nhà đầu tư đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của ông Lê Minh Tâm, tổng giám đốc công ty Sky Mining. Tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều ngày 1 tháng 8, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết dù việc này đã gây tổn thất con số chưa chính thức là gần 700 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này mặc dù chưa bước vào cao điểm mùa mưa, cũng chẳng phải là mùa lũ, thế nhưng hàng chục hộ dân tại hẻm 911 thuộc khóm 3 phường 2 thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đang phải sống trong nỗi ám ảnh bởi biển nước bao vây. Thông tin qua đường dây nóng chương trình của bà con cho biết, tình cảnh trớ trêu này đã xảy ra trong suốt nhiều tháng qua, khiến cho cuộc sống của bà con bị đảo lộn. Quá bất an, nhiều hộ dân đã phải tìm nơi khác sinh sống sau khi áp dụng đủ mọi biện pháp mà tình trạng ngập nước vẫn không mấy cải thiện. Thật hư câu chuyện nghe qua có vẻ hy hữu này như thế nào? Xin mời quý vị cùng phóng viên của chúng tôi tìm lời giải đáp qua phóng sự ngay sau đây. Trời không mưa, nhưng nước vẫn ngập lên láng. Nhà cũng như sông, đường giao thông bị mất hút trong biển nước. Đây là tình cảnh éo le của bà con đang sinh sống tại hẻm 911 thuộc khóm 3, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng phải gánh chịu trong nhiều tháng qua. Chăn nuôi hầu như là cá đã đi hết, như là nuôi gà cũng không có chỗ để mà cho gà nó đi ăn. Ảnh hưởng thì sen tôi, gà tôi nghĩ tôi đâu có mất được, nước nó ngập tới cổ rồi. Rồi giờ dặn chứ không có đò, thọc tay xuống mất được nữa. Cái người lạ vô là té, người lạ vô là té, thì cũng không xác định đâu là cái mưa, đâu là cái đường. Hiện trạng cho thấy ngay cả khi trời nắng, từ đường giao thông cho đến nhà dân đều trong tình cảnh bị ngập úng cục bộ. Ngậm ngùi đứng nhìn mảnh vườn, ao cá bị mất trắng do nước ngập. Giờ đây bà Trần Thị Như Mai chẳng thể làm gì hơn ngoài việc gia cố tạm bờ ao để mong vớt vát lại phần nào. Là coi như là cá mắm bây giờ nó đầy nước như vậy đó, không là làm sao mà nuôi được. Nuôi có nuôi thì nó đi ra rồi đó, còn như sen đồ mình trồng ở đây là nước ngập quá bẻ không được luôn, vừa khòm xuống là nước ngập tới lỗ mũi rồi, làm sao mà bẻ. Và nước nó tràn vào nhà thì những cái đồ điện này nọ nó sẽ dễ xảy ra cái tình trạng mà chập điện hoặc có thể gây nguy hiểm nữa. Còn đây là tuyến đường giao thông huyết mạch dẫn vào nơi ở của hàng trăm hộ dân nơi đây. Thoạt nhìn chẳng thể phân biệt được đâu là đường, đâu là kênh vì xung quanh đều mênh mông nước. Dù chỉ khoảng 1.000 mét, nhưng mỗi khi lưu thông qua đoạn đường này thì bà con vô cùng bất an và lo lắng. Nước ngập sâu và ứ động nhiều ngày khiến con đường trở nên trơn trượt và chuyện té ngã hay rơi xuống kênh lại là chuyện bình thường. Theo người dân, trước đây chưa từng xảy ra tình trạng này. Tuy nhiên, từ khi công trình lắp kênh 8 mét được triển khai vào tháng 4, thì lối thoát nước duy nhất của khu vực này cũng bị lấp kín. Hệ thống thoát nước bị tê liệt, đời sống người dân bị xáo trộn. Dù vậy, nhưng bà con cũng chẳng biết cầu cứu vào ai, bởi trước đó dù đã nhiều lần phản ánh với địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa được câu trả lời thỏa đáng. Tính lên nổi cái khúc đó không là tính ra mười mấy gần 20 lần. Có khi bữa dục chán cơm bỏ luôn ra đỡ tiếp nè.
Mình là thanh niên thì mình chạy còn thấy nó chật vật, nó khó khăn nữa, nói chi là phụ nữ hoặc là chở thêm con cái đi, ta đưa con đi học. Thì nguyên nhân thì coi như là ổng đổ đất là kinh 8 mét á, thì cái ống cống này nó thả ra ngay chân chỗ đường trường học mà này nè, là nó thả ra đường tỉnh ủy á, rồi giờ cái ống cống nó nước nó thoát không được, nay là giúp đỡ cho cô bác người ta được có một cái đường đi để cho nó thoải mái một chút. Hệ thống thoát nước có cũng như không khiến người dân nơi đây luôn cảm thấy bất an. Trong khi đó, đang bước vào mùa mưa, nếu tình trạng ngập nước không được giải quyết dứt điểm thì nguy cơ phát sinh dịch bệnh, những thiệt hại kinh tế sẽ là rất lớn. Thiết nghĩ ngành chức năng cần sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng này để bà con sớm ổn định cuộc sống. Nhận được phản ánh của người dân, từ hôm qua đến nay, địa phương đã xuống và có phương án xử lý khắc phục. Hy vọng tình trạng ngập nước tại nơi đây sẽ được giải quyết dứt điểm để bà con sớm ổn định cuộc sống. Ủy ban trong phường 2 cũng chủ động với các ngành như ban quản lý dự án là làm việc với cái đơn vị lắp kinh 8 mét là hiện nay là đã đảm bảo cái lưu thông thoát nước cái khu vực kinh 8 mét. Rồi từ cái đoạn mà từ cái khu vực hẻm 911 cái đoạn bị ngập úng đó là sẽ hiện nay là đang nạo vét. Nạo vét thì trong thời gian nay mai thì sẽ đảm bảo cái lượng nước thoát này. Quý bà con, mở đầu là thông tin vui đối với bà con sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Trong thời gian tới thì nhà nước sẽ đưa ra chính sách về phí bảo hiểm nông nghiệp giúp hỗ trợ phần nào cho hoạt động sản xuất của người nông dân. Đề xuất này được quy định tại dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2018-2020, dự kiến thời gian hỗ trợ từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Cụ thể, phí bảo hiểm nông nghiệp này sẽ được áp dụng với nhóm đối tượng gồm cây lúa, trâu, bò, tôm sú, tôm thẻ chân trắng. Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp. Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện kể trên sẽ được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp. Đối với các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp là những địa phương được hưởng phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cây lúa. Các tỉnh Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Hà Giang, Bình Dương sẽ được áp dụng phí bảo hiểm trâu bò. Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau là những địa phương được áp dụng phí bảo hiểm. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, thông tin hàng nghìn giáo viên ở tỉnh Cà Mau bị chấm dứt hợp đồng lao động đã khiến cho dư luận tỉnh này xôn xao. Điều đáng nói, thông tin này xuất hiện khi chưa đầy một tháng nữa, năm học 2018-2019 sẽ bắt đầu. Và tại cuộc họp vào chiều qua, ngày 1 tháng 8, thì Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đã có những thông tin cụ thể hơn giúp giải đáp các câu hỏi xoay quanh về vấn đề này. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời giải quyết vấn đề thừa thiếu giáo viên đã tồn tại lâu nay trong ngành giáo dục tỉnh Cà Mau. Theo kế hoạch, đến ngày 1 tháng 9 năm 2018, tổng số giáo viên phải cắt hợp đồng tại Cà Mau là hơn 1.400 vị trí, trong đó mầm non là hơn 300 vị trí, các cấp tiểu học là hơn 400, trung học cơ sở là gần 400 và trung học phổ thông là 300 vị trí. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, đây là số giáo viên hợp đồng vô dư khi tiến hành sắp xếp lại các điểm trường lẻ. Sĩ số tăng trên lớp thì hệ số giáo viên sẽ giảm lại. Bởi vì số lớp giảm thì giáo viên giảm. Đó. Cho nên khả năng là sau ngày 7 tháng 8 huyện báo về thì cái con số cắt giảm nó không phải là 1.405 nữa mà nó còn nhiều hơn. Chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau là sẽ không cắt hợp đồng ngay với các giáo viên này. Nếu như trong năm học 2018-2019, biên chế của ngành giáo dục thiếu thì sẽ xét đưa những giáo viên này vào. Làm sao là chúng ta sắp xếp là cho nó thật sự là nó minh bạch, nó rõ ràng, nó dứt khoát để tạo lập lại một cái môi trường giáo dục là cho nó căn bản. Nhưng mà cũng không phải vì lý do đó rồi nó làm xáo trộn rồi là quyền lợi giáo viên là nó bị quá thiệt thòi, bị ảnh hưởng. Ngành giáo dục tỉnh cũng cho biết sẽ thận trọng cân nhắc để đảm bảo thấu tình đạt lý, giúp người dạy được an tâm công tác cống hiến và người học thì được tiếp cận với môi trường giáo dục có chất lượng hơn. Thưa quý vị, ngập lụt sâu không chỉ đã gây thiệt hại về tài sản và cản trở cho việc đi lại và giao thông. Bên cạnh đó, rác thải và xác động vật cứ liên tục tràn vào nhà đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là những người dân tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Cụ thể là với việc ngâm mình trong nước bẩn suốt 10 ngày liên tiếp thì cũng đã khiến hơn 700 người bị nhiễm nấm da, nước ăn chân, tiêu chảy, đau mắt đỏ. Con số này được dự báo sẽ còn tăng cao bởi tình hình ngập lụt vẫn có thể kéo dài nhiều ngày. Hiện nay có khoảng 6.500 hộ dân tại huyện Chương Mỹ vẫn đang phải đi sơ tán. 1.000 hộ dân vẫn đang sống chung với nước lũ. Rác thải cứ ngang nhiên tràn vào nhà, nước thì rút chậm, cộng thêm nguồn nước bị ô nhiễm đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh về da và đau mắt đỏ. Nước, cái vấn đề sinh hoạt rác thải, nước ảnh hưởng nước sinh hoạt chuồng trại này, rác thải này, đấy, nước ngứa, đặc biệt là như tôi này ngứa. Theo Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ cho biết, sau 9 ngày ngập lụt, đã có hơn 700 người bị nhiễm các bệnh liên quan đến ô nhiễm nguồn nước như nấm chân tay, tiêu chảy, đau mắt đỏ. Đến đây, Trung tâm Y tế huyện đã cấp phát thuốc miễn phí cho 700 hộ dân, mỗi hộ một túi thuốc. Tuy nhiên, nhiều hộ đã dùng hết và tiếp tục đến các điểm khám chữa bệnh để xin thêm thuốc. Điều đáng lo ngại lúc này của trạm y tế là nguồn thuốc đang cạn dần và trạm y tế đang chờ được cấp thêm. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được gửi một thông tin cần lưu ý đến các bác tài lưu thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Dầu Dây. Hiện nay đã có tình trạng một số đối tượng đã làm giả vé thu phí đường cao tốc nhằm lấy tiền các chủ phương tiện. Và như quý vị đang thấy, đây chính là hình ảnh của những tấm vé giả. Theo đó thì tấm vé giả này sẽ có kích thước không đúng theo quy định và có dấu hiệu tẩy xóa, khác hoàn toàn với tấm vé thật ở đây. Như vậy, hình ảnh vé thật của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam có in họa tiết hoa văn trên phôi vé nhằm bảo mật và chống làm giả. Qua đây chúng tôi cũng xin khuyến cáo các bác tài nên lưu ý cảnh giác để tránh bị sập bẫy lừa. Và ngay bây giờ thì xin được chuyển sang một thông tin nóng khác tại tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, game bắn cá tưởng chừng chỉ là loại game mang tính giải trí. Thế nhưng thực trạng hiện nay thì hình thức của nó đã bị biến tướng và trá hình, trở thành tệ nạn của xã hội. Mới đây, công an thành phố Rạch Giá đã phát hiện gần 70 đối tượng đang chơi đánh bạc dưới vỏ bọc là game bắn cá, với tổng số tiền thu được khoảng nửa tỷ đồng. Sau đây sẽ là ghi nhận của chúng tôi. Vào khoảng 20 giờ tối qua 1 tháng 8, công an thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang đã đồng loạt kiểm tra hai cơ sở bị bất ngờ kiểm tra, đều mang tên 555, thuộc phường Vĩnh Bảo và An Hòa, tỉnh Kiên Giang. Chủ sở hữu là ông Nguyễn Văn Bình, 52 tuổi và con trai là Nguyễn Hoàng Huy, 32 tuổi. Để hoạt động, chủ cơ sở này đã thuê nhiều người quản lý và toàn bộ hoạt động được ông Bình giám sát qua camera. Tại hiện trường, công an đã phát hiện 69 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức game bắn cá, bắn thú trên 17 máy game. Qua khám xét, lực lượng công an đã tạm giữ khoảng 500 triệu đồng và nhiều tài liệu sổ sách liên quan đến thu chi từ hoạt động hàng ngày. Hiện công an thành phố Rạch Giá đã tạm giữ ông Bình và Huy cùng với các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, chúng tôi vẫn liên tục nhận được tin phản ánh từ quý vị, trong đó có một phản ánh từ ngư dân tại tỉnh Kiên Giang phản ánh và thắc mắc về việc một số chủ ghe đánh bắt lớn đã có hành vi là chiếm biển và tranh giành vị trí đánh bắt. Bên cạnh đó thì một số ghe đánh bắt nhỏ muốn đánh bắt vào những khu vực này thì lại phải trả phí. Mặc dù đã có nhiều lần gửi đơn lên cơ quan chức năng, nhưng vụ việc này chỉ nhận lại được sự im lặng. Chúng tôi sẽ ghi nhận thông tin này và sớm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để giải đáp thắc mắc của người dân. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm, gửi những phản ánh về cho chương trình. Xin lưu ý một lần nữa là số điện thoại của đường dây nóng của chúng tôi là 097-122-5053. Và chương trình Tiêu điểm nóng hôm nay đã kết thúc. Đào Duy và Mai Anh xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai.